phim bị đội tuyển Việt Nam chiếm sóng, Lee Min Jung vẫn lên mạng chúc đội tuyển trận cầu chiến thắng. Thưa quý vị và các bạn, khi phim truyền hình Fast and Furious bị nhà đài SBS hoãn chiếu để trực tiếp trận chung kết của đội tuyển Việt Nam, nhưng Lee Min Jung vẫn vui vẻ lên trang cá nhân gửi lời chúc chiến thắng đến học trò của ông Park Hang-seo. Ngày 13 tháng 12 vừa qua, trên website chính thức, đài SBS đưa ra thông báo sẽ hoãn chiếu tập mới nhất của bộ phim Fast and Furious vào ngày 15 tháng 12 này để dành sóng cho trận chung kết của AFF Cup diễn ra giữa Việt Nam và Malaysia tại sân vận động Mỹ Đình. Nữ diễn viên chính trong phim Lee Min Jung thậm chí còn không bận lòng vì chuyện này. Cô còn gửi lời chúc chiến thắng đến thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo trên trang cá nhân. Cô chia sẻ, tuần này tuy phim sẽ không phát sóng vì trận bóng đá của Việt Nam, thật xin lỗi, nhưng chúng ta sẽ gặp nhau vào cuối tuần sau nhé. Chúc may mắn nhé, ngài Park Hang-seo. Dự án truyền hình xui xẻo bị hoãn chiếu vào đêm diễn ra chung kết AFF Cup là bộ phim truyền hình Fast and Furious với sự tham gia đóng chính của cô nàng Lee Min Jung và Joo Sang-wook. Vì thời điểm phát sóng của bộ phim này bị trùng giờ với thời điểm các cầu thủ của ông Park Hang-seo ra sân thi đấu trận chung kết, với lý do là để đáp ứng nhu cầu của khán giả Hàn, những người trong những ngày vừa qua đã theo dõi khá sát sao từng bước đi của đội tuyển Việt Nam và người thầy Park Hang-seo. Đây không phải là lần đầu đội tuyển Việt Nam chiếm sóng của các bộ phim truyền hình xứ Hàn. Trong trận bán kết vừa qua khi đội tuyển Việt Nam ra sân, khán giả Hàn Quốc đã hoàn toàn lơ đẹp bộ phim In Carter vốn đang làm mưa làm gió trên đài TVN lúc đó. Nhiều ngày sau đó, từ khóa Park Hang-seo và Việt Nam Football liên tục làm mưa làm gió ở các bảng xếp hạng hot của Naver. Có lẽ chính từ sự yêu mến mà khán giả Hàn Quốc dành tặng cho đội tuyển Việt Nam, trang SBS đã đưa ra quyết định sẽ trực tiếp trận chung kết vào ngày 15 tháng 12 này. Trên trang Facebook của đài đã có thông báo cụ thể rằng trận cầu này sẽ được phát sóng trực tiếp từ 21:05 tối ngày 15 tháng 12 giờ địa phương. Đồng hành cùng trận chung kết bùng nổ này sẽ là hai bình luận viên của đài SBS, Lee Sung-jia và Jang Ji-un. Trận chung kết lượt đi giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia ở Kuala Lumpur, Pháp trên kênh SBS Sport đã đạt được tỷ suất lượt xem trung bình là 4,706% và chạm mức 7% ở hiệp 2. Đây là sự kiện thể thao đạt kỷ lục người xem trực tiếp truyền hình cáp cao nhất trong năm 2018. Tính từ năm 2010, chưa có chương trình thể thao nào ở xứ sở lạnh giá lại đạt tỷ suất người xem cao như trận cầu vừa rồi của đội tuyển Việt Nam. Fast and Furious gồm 40 tập, được chiếu trên đài SBS vào các ngày thứ 6, thứ 7 hàng tuần lúc 20:55 giờ Hàn Quốc. Huấn luyện viên Park Hang-seo, cầu thủ Malaysia chỉ trích học trò tôi là để khích tướng. Trong buổi họp báo trước trận chung kết lượt về AFF Cup 2018, huấn luyện viên Park Hang-seo đã có những lời phản pháo đáp trả, cáo buộc cầu thủ Việt Nam chơi xấu ở trận lượt đi từ phía Malaysia. Ngày hôm nay 14 tháng 12, tại Hội trường Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đã diễn ra buổi họp báo trước trận chung kết lượt về AFF Cup 2018. Huấn luyện viên Park Hang-seo đã bày tỏ khát khao được chạm tay vào chức vô địch lần đầu tiên cùng đội tuyển Việt Nam. Cá nhân tôi và các học trò hiểu tầm quan trọng của trận đấu này. Các cầu thủ đã chơi rất tốt trên Bukit Seri với hơn 80.000 cổ động viên. Tôi kêu gọi người hâm mộ ủng hộ đội tuyển mạnh mẽ hơn cả cổ động viên ở sân Bukit Seri. Chơi bóng trong một sân vận động với 40.000 khán giả là động lực rất lớn, nhưng cũng sẽ tạo nên một chút áp lực. Hy vọng các cầu thủ sẽ biết cách vượt qua. Chúng tôi đã từng vào đến chung kết tại vòng chung kết U23 châu Á và bán kết Asian, nhưng chưa thể giành danh hiệu. Hy vọng lần này chúng tôi sẽ chạm tay vào được chức vô địch, huấn luyện viên Park Hang-seo chia sẻ. Sau trận lượt đi, một số cầu thủ Malaysia đã cho rằng hậu vệ Việt Nam cố tình chơi xấu. Nói về điều này, huấn luyện viên Park Hang-seo không ngại ngần phản pháo. Tôi chưa bao giờ chủ trương cho các học trò chơi rắn. Tôi nghĩ những câu nói như vậy chỉ là để làm ảnh hưởng đến tâm lý của các cầu thủ Việt Nam thôi. Đó là những nhận định hoàn toàn sai. Bên cạnh đó, huấn luyện viên Park Hang-seo cũng không quên gửi lời cảm ơn đến sự ủng hộ và quan tâm của các khán giả tại Hàn Quốc. Vị chiến lược gia sinh năm 1959 khẳng định sẽ giúp cả cổ động viên Việt Nam và Hàn Quốc có được niềm vui trọn vẹn.
Trận chung kết lượt về AFF Cup 2018 giữa Việt Nam và Malaysia sẽ diễn ra vào lúc 19:30 ngày 15 tháng 12. Chỉ cần giành tối thiểu một trận hòa 1-1 hoặc thắng với tỷ số bất kỳ, đội tuyển Việt Nam sẽ lên ngôi vô địch tại AFF Cup 2018. Huyền thoại bóng đá Thái Lan Kia Tisak. Việt Nam hiện tại quá hay, 99% sẽ vô địch AFF Cup 2018. Hồi đầu năm, Zico Thái, Kia Tisak từng gây sốc với nhận định Việt Nam sẽ cần 10 năm để đánh bại đội bóng xứ Chùa Vàng. Tuy nhiên, chứng kiến sự thăng tiến vượt bậc của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo, ông đã buộc phải thay đổi suy nghĩ của mình. Sở hữu một sự nghiệp lừng danh, không nghi ngờ khi Kia Tisak đã vươn tầm trở thành huyền thoại tại khu vực Đông Nam Á. Đúng vậy, hiếm tìm được chân sút nào tại nơi được coi là vùng trũng của bóng đá thế giới có thể sánh bằng ông. Sau 14 năm cống hiến, ông hiện đứng thứ 10 trong danh sách những cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trong màu áo đội tuyển quốc gia, 71 bàn, vượt trên cả các tên tuổi thượng hạng như Messi. Theo một giai thoại được dân bóng đồn thổi, vào năm 1996, ông từng ghi được 127 bàn trong một năm du lịch. Đáng tiếc, giai thoại đó vẫn chưa được công nhận, nếu không giờ kỷ lục Guinness đã không thuộc về Messi vì đã ghi 91 bàn vào năm 2012. Fan Việt hẳn không ít người cũng quen mặt với Zico Thái. Năm 2002, ông Đoàn Nguyên Đức đã tạo ra cú áp phe lịch sử khi mang Kia Tisak về với Hoàng Anh Gia Lai. Sau đó, ông chơi thêm 4 năm ở phố núi trước khi giải nghệ tại đây. Ghi tổng cộng 251 bàn sau 339 trận cùng hành trình thi đấu gần như khắp khu vực. Di sản Kia Tisak để lại là không thể bàn cãi. Và rồi, khi ngồi lên băng ghế huấn luyện, ông lại tiếp tục tạo tiếng vang với hai chức vô địch giải bóng đá Đông Nam Á và một danh hiệu SEA Games. Sau trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018 giữa đội tuyển Malaysia và Việt Nam, quả thật, tôi không thể tìm được một chuyên gia nước ngoài nào để phỏng vấn phù hợp hơn cựu cầu thủ 45 tuổi. Đặc biệt, tôi muốn biết suy nghĩ của ông về đội tuyển Việt Nam. Hồi đầu năm, Kia Tisak từng nói, những ngôi sao vàng cần đến 10 năm để đánh bại voi chiến Thái. Giờ đây, chứng kiến thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo thẳng tiến vượt bậc, liệu ông còn giữ quan điểm ấy hay không? Việt Nam đá hay lắm, tôi ấn tượng với vị trí thủ môn. Kia Tisak, ông có theo dõi trận chung kết lượt đi giữa Malaysia và Việt Nam không? Ông có nhận xét gì về màn trình diễn của những cầu thủ áo đỏ? Tất nhiên rồi, tôi phải xem chứ. Dù không còn ngồi trên ghế huấn luyện, tôi vẫn thường xuyên theo dõi những trận đấu của các đội tuyển lớn tại AFF Cup. Việt Nam các bạn đá hay lắm, đặc biệt là trong hiệp 1. Các cầu thủ dù khá trẻ vẫn nhập cuộc với tâm thế tự tin, gần như không bị cóng trước sức ép khủng khiếp từ khán giả Malaysia. Các bạn xứng đáng giành chiến thắng ở trận lượt đi. Trong màn trình diễn của toàn đội, ông ấn tượng với cá nhân nào? Tôi biết rất nhiều cầu thủ của Việt Nam, trong đó Quang Hải có lẽ là cầu thủ chơi hay nhất. Cậu ấy khá toàn diện, làm bóng và sút đều tốt. Bên cạnh đó, hai tiền vệ trung tâm Đức Huy, Huy Hùng cũng là điểm sáng khi đều có tên trên bảng tỷ số. Tuy nhiên, người mà tôi đặc biệt chú ý trong đội hình của các bạn chính là vị trí thủ môn Văn Lâm. Anh ấy tỉnh táo, sở hữu hình thể và phản xạ rất tốt. Vị trí thủ môn thường là yếu điểm của đội tuyển Việt Nam, nhưng giờ mọi thứ đã khác. Dù vậy, đội tuyển Việt Nam vẫn còn những điều cần phải cải thiện. Trận trước, tiền đạo của Việt Nam đã bỏ lỡ một vài cơ hội ngon ăn. Ông biết không, anh chàng tiền đạo đó, Đức Trinh, đã phải nhận không ít lời chỉ trích của cư dân mạng. Tôi biết tiền đạo anh Đức của các bạn, anh ấy sở hữu kinh nghiệm và đã làm rất tốt tại giải năm nay. Dù hơi bất ngờ về việc anh ấy phải ngồi dự bị trận vừa qua, tôi cho rằng người thay thế đã làm không tệ. Cậu ta có sức trẻ và sự xông xáo, chỉ trích cậu ấy vào lúc này quả thực là không nên. Với tình hình hiện tại, ông đánh giá sao về kết quả trận lượt về sắp tới? Tôi tin đến 99% rằng Việt Nam sẽ là nhà vô địch mới của AFF Cup. Về con người hay kỷ luật chiến thuật, các bạn đều nhìn hơn so với đối thủ. Chưa kể đội tuyển Việt Nam còn nắm lợi thế ghi 2 bàn trên sân khách nữa. Việt Nam không cần 10 năm để đánh bại Thái Lan. Hồi đầu năm ông từng nhận định Việt Nam cần 10 năm nữa để đánh bại Thái Lan. Sau đó chính ông đã rút lại nhận định này. Giờ ông nghĩ Việt Nam có thể đánh bại Thái Lan hay không? Giờ Việt Nam không cần đến 10 năm đâu. Bóng đá của các bạn đã thăng tiến nhiều rồi nên thật khó đánh giá. Các bạn có thể vượt mặt Thái Lan trong 4 đến 5 năm nữa. Hoặc ngay ở thời điểm hiện tại, tôi không dám nói trước.
Còn về bóng đá Thái Lan thì sao? Đội tuyển của ông đã thi đấu không thành công tại AFF Cup 2018. Ông có nghĩ bóng đá Thái Lan đang gặp vấn đề? Tôi khá thất vọng về kết quả của đội tuyển Thái Lan tại AFF Cup 2018. Tuy nhiên, không thể nói bóng đá Thái Lan đang đi xuống, bởi lẽ tại giải năm nay, chúng tôi thiếu đi 4 cầu thủ chủ chốt đang chơi bóng tại nước ngoài. Tất nhiên, toàn đội luôn đề cao sức mạnh tập thể thay vì tập trung vào bất kỳ cá nhân nào, nhưng không thể phủ nhận rằng có thêm họ, đội tuyển Thái Lan sẽ chơi khởi sắc hơn. Tại Asian Cup đầu năm 2019, Thái Lan sẽ có đầy đủ lực lượng và tôi mong chờ một màn trình diễn tích cực hơn. Ông có nghĩ tới việc trở lại ngồi ghế nóng tại đội tuyển Thái Lan hay không? Sau khi rời câu lạc bộ, hồi năm ngoái tôi vẫn đang trau dồi thêm kiến thức về huấn luyện, chắc chắn trong thời gian tới tôi sẽ trở lại và đảm nhiệm một công việc liên quan tới bóng đá. Còn lúc này tôi vẫn đang lắng nghe những lời đề nghị và sẽ sớm lựa chọn vị trí phù hợp nhất. Ông đã có 4 năm chơi bóng và có một thời gian ngắn làm công tác huấn luyện tại Việt Nam. Vậy ông nghĩ sao nếu nhận một lời đề nghị làm việc tại Việt Nam? Tôi rất sẵn sàng trở lại Việt Nam làm việc. Đây như là quê hương thứ hai của tôi vậy. Tuy nhiên, như tôi đã chia sẻ, tôi vẫn đang chờ một lời đề nghị phù hợp và nó đến từ Việt Nam, tôi sẽ không từ chối. Trước khi kết thúc buổi phỏng vấn, tôi muốn gửi lời này cho người hâm mộ của các bạn. Zico Thái chúc Việt Nam chiến thắng. Zico Thái rất yêu mến đất nước Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị hãy bấm đăng ký để theo dõi mỗi ngày. Chúng tôi sẽ cung cấp những câu chuyện hay hấp dẫn ly kỳ đến quý vị. Quý vị nhớ đón xem nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.